Phụ nữ sau tuổi 30 thường gặp phải rất nhiều những vấn đề về da. Nguyên nhân có thể do rối loạn nội tiết tố, do ảnh hưởng sau khi sinh con, áp lực công việc hoặc yếu tố môi trường tác động khiến cho làn da của chị em sạm nám, khô ráp và xuất hiện các nếp nhăn. Hiểu được nỗi khổ của các chị em, các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc đã hợp tác nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm 22 Again giúp cải thiện các vấn đề về da. Sản phẩm được chiết xuất từ các loại thảo dược tự nhiên. 22 Again là một trong những sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam sản xuất theo công nghệ siêu vi nano hiện đại số 1 Hàn Quốc. Kem dưỡng trắng chống lão hóa da siêu vi nano 22 Again. Đây là một dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ siêu vi nano, một công nghệ mà tiên tiến đột phá nhất trong ngành mỹ phẩm Hàn Quốc hiện nay. Nó sẽ cải thiện các cái vấn đề ví dụ như là da chảy xệ này, da lão hóa này, làm cho các cái đốm nở nâu rồi là sạm nắng có thể là mờ đi, và đặc biệt là nó có thể làm tái tạo sự hình thành của da và chống oxy hóa của da. 22 Again ngày càng được nhiều chị em phụ nữ tin tưởng lựa chọn, trong đó có cả những diễn viên nổi tiếng. Với tác dụng mà sản phẩm mang lại, 22 Again sẽ trở thành một trong những sản phẩm không thể thiếu trong túi xách của các chị em.